Xin chào các bạn, hôm nay Duy Nhất sẽ hướng dẫn cho các bạn một số cái kỹ thuật, đó là làm cách nào chúng ta có thể giải được những cái đòn đấm thẳng. Tại vì khi các bạn đã biết thì những cái đòn đấm thẳng á, thì địch thủ thường sử dụng những đòn đấm thẳng để áp sát vào và tấn công chúng ta. Thì chúng ta có rất là nhiều đòn để giải cái đòn đấm thẳng này. Thì như các bạn đã biết là 100 đòn đánh thì sẽ 100 đòn giải. Nói chung là đòn nào có đòn đánh thì chúng ta sẽ đều có đòn giải. Và hôm nay thì chúng ta sẽ chuyên sâu vào cái phần giải hai cái đòn đấm thẳng cơ bản ha. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đến với đoạn có người hỗ trợ thứ nhất là bạn Ngô Vận Đạt thì sẽ giải ha. Rồi đầu tiên thì chúng ta sẽ sử dụng cái kỹ thuật đòn tay để giải đòn tay ha. Như các bạn thấy là ý khi đòn địch thủ đấm thẳng tay trái thì cái tay song song của ta là tay phải, mình sử dụng tay này từ trên này chúng ta gạt xuống luôn. À, xong khi gạt xuống thì từ đây chúng ta đấm bật trả lại ha, à, kéo vào tư thế thủ đó. Thì như các bạn đã biết chúng ta sẽ sử dụng đòn tay để giải đòn tay ha. À, thủ làm lại là đánh trái úp chặn đấm trả, tương tự thủ đấm tay phải thì tay song song của mình là tay trái ha, thủ đấm tay phải thì gạt đấm trả ha. À, các bạn biết khi tập luyện thì chúng ta không cần tập nhanh, không cần tập mạnh, mình tập chậm chắc cho đúng kỹ thuật ha, không cần tập nhanh và không cần tập mạnh đó. Đó là chúng ta sử dụng đòn tay để giải đòn tay. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng đòn chỏ để giải đòn tay ha. Rồi khi địch thủ đấm tay trái thì lúc này chúng ta sẽ gạt và gạt từ trong ra ngoài. Thì lúc này chúng ta sẽ áp sát vào trong, chúng ta sử dụng được cái cục chỏ đánh chỏ rạch từ trên xuống ha. Hồi nãy đòn đấm thì chúng ta gạt xuống, còn đòn chỏ thì chúng ta rạch từ trong ra ha. Tương tự địch thủ đấm thẳng tay phải thì chúng ta sử dụng tay trái gạt và sử dụng chỏ chúng ta đánh vào phía trong đó. Đó. Vừa rồi thì chúng ta sử dụng đòn chỏ để giải đòn tay đấm. Và tiếp, bây giờ chúng ta sẽ sử dụng đòn chân đạp để giải đòn tay đấm thẳng cơ bản. Thì các bạn đã biết thì cái đôi chân của mình á, thường thì nó sẽ dài hơn cái tay đấm ha. Nên khi thủ chân đấm thì chúng ta sẽ sử dụng chân của chúng ta cản ha. Nên thủ sẽ chân cái đấm tay trái thì chúng ta sẽ sử dụng chân trái đạp cản luôn ha, để chặn úp thì không thể nào ta vô được ha. Cái thằng chủ chúng ta chắc lên một xíu nữa những cái kỹ thuật cơ bản để giúp cho các bạn trong quá trình tập luyện. Thì khi tập luyện các bạn lưu ý một điều rằng chúng ta không cần tập nhanh, không cần tập mạnh, các bạn phải chậm chắc để cho cái kỹ thuật của chúng ta hoàn thiện. Khi nó đã hoàn thiện rồi thì các bạn có thể sử dụng nhanh, thoải mái. Chúc cho các bạn lúc nào cũng sẽ thành công và hãy nhấn theo dõi của Nhất và luôn luôn nhấn subscribe để Nhất sẽ có những cái clip thật hay để cho các bạn. Chúc các bạn thành công.